trên 100 triệu đồng cho một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới của hãng Vtu, một trong những hãng điện thoại danh tiếng xa xỉ bậc nhất hiện nay. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Chủ đề hôm nay về điện thoại cao cấp Vtu. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu đây là chiếc điện thoại Vtu chính hãng, Vtu cảm ứng dạng thanh. Đây là một chiếc điện thoại Vtu Meta 2, một chiếc điện thoại đời mới của hãng Vtu với cấu hình tương đối là mạnh. Và những linh kiện tạo nên chiếc điện thoại này là những linh kiện cao cấp từ hãng Vtu, ví dụ như là phần thân vỏ, phần lưng da bê và những chi tiết cấu tạo bên trong. Với kiểu dáng dạng thanh, đơn giản, cầm thì chắc chắn, nhưng mà mẫu Meta 2 này thì tương đối dày và cầm cũng tương đối là nặng. So với Meta 1 thì sẽ không mực mà bằng Meta 1, nhưng mà cầm chắc chắn thì lại chắc chắn hơn Meta 1. Tương tự như những dòng điện thoại cảm ứng đời mới của Vtu mà Kỳ Lân đã từng review, thì dòng điện thoại Vtu Meta 2 này cũng vậy, cũng từ một cái hộp rất là sang, và kể cả những chi tiết tạo nên chiếc hộp này cũng là những vật tư giá trị mà hãng đã chọn để sử dụng. Đó là cơ chế đóng hộp. Ngay chỗ này có một cái bản lề, chúng ta có thể mở ra đóng vật, và khi mở ra thì nó sẽ trồi lên cái phần để mà bệ đỡ cho chiếc điện thoại này. Ở đây có một cái phần khuyết để mà chúng ta đưa tay vào để mà nhấc điện thoại ra. Trong này là đựng sổ, khăn lau và miếng dán màn hình cho điện thoại cũng của Vtu kèm sẵn trong hộp luôn, và một cái khăn lau. Tiếp theo là hai cái mà túi nhung, mỗi cái túi nhung chứa một cái linh kiện. Trong này đây là chứa cái cọng dây cáp hai đầu tai xi, một đầu để gắm vào củ sạc và một đầu để gắm vào điện thoại, được để trong một cái túi nhung rất là chỉnh chu. Và tiếp theo là một túi nhung nữa, trong túi nhung này thì đựng cái củ sạc. Củ sạc này là củ sạc nhanh. Kèm theo nữa là một cái thẻ chính hãng của Vtu, và kèm theo trong cái bì đựng thẻ này là có một cái để mà chúng ta lấy, gọi là cái cây chọc sim. Đó là tất cả những phụ kiện đi kèm bên trong hộp của điện thoại Vtu chính hãng, Vtu Meta 2. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm khởi động chiếc điện thoại Vtu Meta 2 này. Cấu hình thì chắc chắn là mạnh rồi, bởi vì đây là một dòng điện thoại thông minh, một dòng điện thoại cảm ứng đời mới của hãng điện thoại Vtu danh tiếng lẫy lừng này, về một trong những thương hiệu điện thoại xa xỉ giá trị bậc nhất hiện nay trên toàn thế giới. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.